Đã thành thông lệ, mỗi dịp cuối năm, gia đình anh Tần Láo Sử ở xã Tòng Sành, huyện Bát Xát đều tổ chức bữa cơm tất niên tổng kết năm cũ và chào đón năm mới. Ngay từ sáng sớm, anh em họ hàng đã có mặt đông đủ để giúp gia đình anh Sử mổ lợn làm cơm. Gia đình anh cũng mời thầy cúng đến từ sớm để thực hiện các nghi lễ cúng tổ tiên ông bà. Hầu như là hộ gia đình nào cũng mời thầy về cúng nhờ tổ tiên, chúc cho hộ gia đình luôn luôn làm ăn phát đạt, chăn nuôi gia súc, gia cầm là phát triển. Cuối năm thì cũng nhờ thầy tiếp tục là báo công cũng như là báo cáo lại tổ tiên là đến giờ này, giờ phút này thì gia đình cũng đã thuận hòa để là làm ăn cũng phát đạt, không xảy ra việc tình trạng như là ốm đau hoặc là hoạn nạn gì cả. Mâm lễ cúng gồm có thủ lợn, 2 đùi trước và 2 đùi sau, cùng bộ gan, 5 chén rượu, 1 chén nước, 1 bát gạo, 1 bọc gạo, trong có 1 đồng bạc và 1 bát hương, tiền giấy vàng được đặt lên bàn cúng. Thầy cúng là người có uy tín trong thôn bản, sẽ thay mặt gia chủ làm lễ cúng giải hạn, cầu xin sức khỏe, bình an cho gia đình. Ngày Tết chúng tôi phải có một con lợn, phải có cả 5 cái hàng mã để tạ lễ cho các cụ. Người Dao tôi không thể bỏ được. Đấy, lúc nào phải có, gọi là vui Tết, mừng Tết, xong mùng xuân năm mới. Cúng xong để mời các khách đến để chung vui trong gia đình về cả năm. Sau khi hoàn thành lễ cúng, các thành viên trong gia đình quây quần bên nhau thưởng thức bữa cơm tất niên, bữa cơm sum họp. Đây cũng là dịp để con cháu anh em họ hàng tâm sự chuyện gia đình, chuyện sản xuất trong năm vừa qua và mục tiêu trong năm mới. Hôm nay gia đình cháu ăn Tết, có mọi người hàng xóm đến đấy, chung vui với gia đình rất là vui. Nói chuyện với nhau, đoàn tụ với nhau, chung vui Tết, đón thêm nhiều điều tốt nữa cho gia đình. Dù đời sống kinh tế đã phát triển về mọi mặt, song người Dao đỏ ở đây vẫn luôn giữ được những phong tục đón Tết truyền thống. Bữa cơm ngày Tết này cũng là dịp để gia đình, cộng đồng thêm gắn kết, xây dựng thôn bản ngày càng no ấm hạnh phúc, tạo nên hương vị Tết vùng cao thêm đậm đà, đầm ấm.